Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày mùng 9 tháng 11 năm 2020 và bây giờ thì cũng là 10 giờ tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình cũng có thể lên các bạn có thể đầu tiên các bạn lên YouTube này. Đấy, các bạn lên YouTube nhé. Các bạn lên YouTube này, các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV. Phú này, TV này. Đấy. Đây ạ, sẽ ra kênh Triệu Phú TV của mình. Các bạn sẽ kích vào kênh của mình. Đây các bạn kích vào trang chủ để rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn đây ạ. Đấy, rất nhiều điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn đây nhá. Các bạn có thể là kích vào video của mình nói chung là ngày mới nhất hoặc là ngày cách 1-2 ngày thôi, tại vì ngày lâu quá thì mình cũng đã bán hết rồi nhá. Đấy, hoặc các bạn bật chuông thông báo, kích vào đăng ký kênh này, bật chuông thông báo lên này. Và mỗi tối mình sẽ phát clip để trực tiếp thì các bạn là sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn là chiếc sản phẩm là Samsung Note 9 nhé. Này, buổi tối ngày hôm nay thì mình về được con này là con Samsung Note 9 nhé. Đấy. Note 9 sơ cua mình sẽ giới thiệu sơ cua qua cho các bạn này là. Đây Note 9. Note 9 thì đây là một siêu phẩm Note 9. Note 9 thì mình sẽ xem cấu hình cho các bạn nhé. Đây Note 9 này, ngoại hình này. Đầu tiên mình sẽ xem ngoại hình cho các bạn này. Đấy. Con này thì ngoại hình thì còn 90/90%. Máy đẹp leng keng xả beng nhá. Máy gọi chỉ phẩy phẩy hơi tí tí ở chỗ cái chân bút thôi các bạn nhá. Gọi là chỉ phẩy hơi tí chân bút thì thôi. Đấy. Còn đâu tất cả là vỏ keng nhá. Con này thì là vỏ keng xả beng luôn. Con Note 9 này đều là vỏ keng xả beng. Chỉ gọi là hơi phẩy tí một chút ở chỗ riêng bút thôi. Máy cũ rồi thì cũng chẳng được. Mặt lưng rất đẹp, mặt kính cũng rất là đẹp nhá. Con Note 9 này thì mình sẽ xem về cấu hình cho các bạn này. Đây. Con này thì là bản khủng nhất của Samsung Note 9 này. Con này là phiên bản của nó, mình xem lại cái bản này. Này. Con phiên này là phiên bản là RAM, con này là RAM 8GB nhá. Đấy. RAM 8GB khủng nhất của Note 9 này. Con này là phiên bản là RAM 8GB này. Đấy. Nói chung là 8GB các bạn khỏi phải chê luôn. Bộ nhớ trong con này thì là 512GB. Đấy, bộ nhớ trong 512GB. Ui dồi ôi, nói thật với các bạn là 128/64/128/256 bạn đã lưu hết rồi. Mà các bạn nào dùng 512GB này cho các bạn. Như kiểu là một cái bộ nhớ của máy tính PC máy tính luôn. Quá là khủng luôn. Đấy, trải nghiệm với RAM 8GB. Quay video con này thì lại sẽ quay video con này full màn hình nhá. Quay video 4K luôn, mình sẽ chỉnh video 4K. UHD này, cam phía sau này. Mình sẽ chỉnh độ phân giải của nó là đây. Quay video ultra quy 4K này. Ui giời. Các bạn xem video quá là sắc nét luôn. Đấy. Quay video 4K màn hình full cực kỳ là tuyệt vời nhá. Màn hình con này là Note 9 này, màn hình là tràn viền này. Màn hình con này là tràn viền này 6,4 inch. Thì con này thì là màn hình đẹp không ám ố hay không lưu bảy gì nhá. Note 9 của mình bên mình là bản Hàn. Hai sim hai sóng. Màn hình đẹp không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy, con này là bản Hàn hai sim nhá. Thì con này là phiên bản là RAM 8GB, bộ nhớ trong là 512GB. Con Note 9 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 7 triệu đồng nhá. Đấy. 7 triệu đồng, máy đẹp leng keng xả beng. Toàn là 90/90%. Thì chỉ bị phẩy một tí ở chân bút thì thôi. Nhưng nói chung không vấn đề gì, được cái là máy zin nguyên bản nên các bạn dùng yên tâm. Nói chung là mua máy các bạn quan trọng là cái màn hình là đẹp như này. Bỏ ra 7 triệu mà mua màn hình đẹp này các bạn cũng đáng đồng tiền bát gạo thôi. Và bộ nhớ thì nó quá là khủng luôn. Đấy, camera của nó là camera kép, một đèn flash, đèn trợ sáng này, vân tay này, mở khóa rất nhiều tính năng này. Mở khóa thì có tính năng như là mống mắt này, khuôn mặt này và vân tay. Đấy, đấy. Ba tính năng này, có cái quét thông minh này, sinh lọc, sinh chắc học này, sử dụng nhận diện khuôn mặt và mống mắt để đạt chính xác cao hơn. Đấy, mống mắt sẽ đạt chính xác cao hơn. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 này, các bạn nhanh tay hàng được sớm nhất. Con này là phiên bản là RAM 8GB, bộ nhớ trong 512GB. Bên mình đang bán cho bạn giá cực kỳ là rẻ, 7 triệu đồng. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 này, các bạn nhanh tay hàng mình là một là sớm nhất là một là qua Zalo. Và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại cho mình. Nếu mà Zalo mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng. Và bên mình thì có nhận là giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Ví dụ các bạn nào muốn đổi máy hay là bán máy thì các bạn liên hệ trực tiếp với mình.
hoặc các bạn gửi trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình thì mình sẽ test giá và báo giá cho bạn nhé. Nên các bạn yên tâm về giá cả máy móc bên mình nhé. Đấy. Lót 9 cấu hình khủng, ngày xưa bây giờ chỉ 7 triệu thôi. Nhưng mà ngày xưa các bạn mà có 7 triệu các bạn đi mua con lót 9 này không bao giờ mua nổi cái màn hình luôn. Bây giờ thì cực kỳ là rẻ. Đấy, năm 2020, một thời siêu phẩm. Hơn 20 triệu này, gần 30 triệu này. Bây giờ chỉ với giá là 7 triệu đồng thôi. Con này khủng nhất của lót 9 này, dùng phê luôn. Mà nó chắc tay, đẹp lắm. Các bạn dùng được khỏi chê, cầm rất là chắc tay. Mình cầm thì cảm giác chắc tay kinh khủng luôn các bạn. Đấy. Lót 9 này, 512GB, bạn dùng quá tuyệt vời luôn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình về là con này là con Samsung Note 8 nhé. Đấy. Note 8 thì con này là bản Hàn, một SIM. Tình trạng con này là bị đốm màn hình nhé. Đây, đốm màn hình ở chỗ này. Zoom này thì hơi chạy đây. Tình trạng bị đốm màn hình, con này thì màn hình đẹp không ám. Nó chỉ bị đốm chỗ này màn hình thôi. Thì là con này tình trạng của nó thì là bản Hàn một SIM. Tất cả thì bình thường. Thì là bị đốm chỗ bên này thì là màn hình của nó thì là thỉnh thoảng nó hơi bị manh manh một tí nhá. Kiểu là cái cổ cáp con này thì nó hơi bị lỏng lỏng một tí ấy. Thỉnh thoảng nó hơi bị manh manh màn một tí thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng nó mới bị thôi. Còn đâu thì lúc nào nó cũng sáng trắng đẹp như này. Đó. Thỉnh thoảng nó mới bị tí thôi. Mà nó bị đốm một tí này thôi. Con này là bản Hàn một SIM. Bạn nào muốn lên hai SIM thì mình cũng có nhận lên hai SIM cho bạn nhé. Và bạn nào muốn lên một SIM thì mình sẽ các bạn cộng thêm 100.000 nhé. Đấy, con lót 8 này. Con lót 8 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.900.000 nhé. Đấy, con lót 8 này là bản Hàn một SIM. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.900.000. Đấy ạ. Tình trạng là màn con này bị đốm đây một góc đây. Thỉnh thoảng màn hình của nó thì là hơi bị manh manh một tí thôi. Bạn nào mà thích đẹp thì về có thể đi ép cổ cáp cũng được. Nhưng mà con này thì các bạn cứ để này dùng được bình thường mà. Còn bạn nào muốn lên một SIM thì mình sẽ bạn nào muốn lên hai SIM thì mình sẽ lên hai SIM cho bạn luôn. Đấy. Nói chung là thỉnh thoảng màn mình manh manh được các bạn nhé. Đấy. Chỉ với giá là 1.900.000 cho các bạn nhé. Đây, mình sẽ vào nghe nhạc xem phim. Cái zoom này thì nó hơi khó dùng. Mình vừa mai chắc mình phải cài cái zoom khác thôi. Đây. Đấy, các bạn xem phim màn hình thì cực kỳ là tuyệt vời. Lót 8. Đấy. Xem phim là quá tuyệt vời luôn. Tất cả bình thường nhỉ. Thì mình xem bản này nó bản bao nhiêu ghi cho các bạn nhé. Đấy. Số vần này bằng 256 luôn đấy. 256 thì mình cũng thanh lý cho bạn với giá là 1.900.000 nhé. Đây con này bản 64, RAM 6GB, bộ nhớ 64GB. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lót 8 này các bạn liên hệ mình được sớm nhất. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.900.000 cho bạn nhé. Đấy, 1.900.000 cho bạn nhé. Đấy, Lót 8 này, 1.900.000. Đấy. Bạn nào rẻ có rẻ. Đây. Hàng Note 8 đẹp thì hôm nay nhà mình về rất là nhiều đấy ạ. Tiếp theo là hàng Note 8 đẹp này. Note 8 đẹp thì hôm nay nhà mình về rất là nhiều nhá. Nhà mình về lưu màu luôn cho các bạn luôn đấy, Note 8 này. Note 8 thì hôm nay nhà mình về tiếp tục được là gì nhỉ? Đấy, Note 8 hôm nay nhà mình về được mấy cây nhỉ? Hô ra này. Note 8 buổi tối ngày hôm nay nhà mình là về 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. 6 cây Samsung Note 8. Đây Note 8 thì mình cũng giới thiệu sơ cua qua cho bạn. Nhà mình thì có là 3 cây màu đen này, đấy, 3 cây màu đen và một gold màu xanh nhé. Và một xám nhé. Đấy. Đấy, một gold một xám này và 3 cây đen này. Đấy. Note 8 thì hôm nay nhà mình về được tất cả là 2, 4, 6 cây. Thì là Note 8 của bên mình thì mình sẽ giới thiệu sơ cua qua cho bạn. Thì màn hình con này là màn hình là tràn viền 6,3 inch. Con này là chạy chip Exynos 8890 nhé. Thì mình sẽ xem vào đây, mình sẽ xem chip Exynos gì. Đây thì mình sẽ xem con này là xem. Đây. 8895 nhé các bạn nhá. Con này là chạy chip Exynos là 8895. Đấy, con này thì là đây. Nó 8 bên mình thì là đấy, màn hình đẹp. Không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Thì là tất cả 6 con này nhà mình này thì tất cả là màn hình đẹp, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Thì là cấu hình con này là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Tất cả bốn con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB các bạn nhé. Thì là ngoại hình bên mình, nó 8 bên mình thì là ngoại hình thì còn 90%. Đấy. Máy Hàn, zin nguyên bản. Tất cả của mình đều là bản Hàn, 2 SIM, 2 sóng nhé. Tất cả máy bên mình đều là bản Hàn này, 2 SIM, 2 sóng. Nên là các bạn cứ yên tâm về sử dụng. Bản Hàn thì mình đã lên 2 SIM rồi. Đấy.
Đây, Note 8 thì mình cũng giới thiệu qua cho bạn này, màn hình là 6,4 inch, tràn viền 6,4 inch, RAM 6, bộ nhớ 64GB, mở khóa cũng như Note 9 thôi. Ở đây có Note 9 thì mình có tính năng này thì mình chưa giới thiệu cho bạn này. Đây, mở khóa thì có đây, khuôn mặt, màu mắt và vân tay. Đấy. Đấy, ngoại hình thì còn toàn 90/90%. Samsung Note 8 thì có hỗ trợ sạc nhanh nhá, pin thì pin hơn 3000. Nói chung là quá đẹp luôn. Bọn này không khỏi phải chê luôn, Note 8 này. Đấy. Đấy. Đấy, toàn màu đen bóng đẹp luôn. Còn Samsung Note 8 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.750.000. Đấy, Note 8 thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.750.000 nhá. Nhà mình thì có 3 đen này, và một xanh và một gold nhá. Màu gold cũng đẹp này. Toàn màn hình đẹp, không ảm bối, không lưu bản. Đấy, các bạn vô dùng Note 8 này, mua tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là bà xã người yêu rất là tuyệt vời. Note 8 dùng cực kỳ là sang và dùng kỳ là tuyệt vời. Một thời là siêu phẩm, camera cực kỳ là sắc nét này. Nói chung là các bạn khỏi phải chê luôn Note 8 này. Camera cực kỳ là sắc nét luôn. Không khỏi chê được con Note 8 các bạn nhá. Đấy. Thì là gì nhỉ? 5 con này thì mình sẽ bán cho bạn cái giá là gì nhỉ? 5 con này thì mình sẽ bán cho bạn cái giá là 4.750.000. Và con màu xám này thì cũng là bản Hàn, 2 sim 2 sóng, máy zin nguyên bản. Thì con này thì là màn hình cũng đẹp, không ám bố hay không lưu ảnh gì, chỉ duy nhất một tí ở đây thôi này. Đấy, các bạn nhìn kỹ đấy này. Đây. Chỉ duy nhất một tí đấy thôi. Đấy. Duy nhất là gì, chấm một tí đấy thôi, nó nhỏ như kiểu cái kim thôi. Nhỏ như cái kim đâm ấy. Đấy, chỉ duy nhất một tí đấy thôi. Các bạn nhìn kỹ, để ý kỹ mấy thời nhá, bình thường sẽ không thấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 4 triệu đồng. Đấy, con Note 8 này mình sẽ thanh lý bạn giá là 4 triệu đồng này, chấm tí thôi. Đấy, các bạn nhìn kỹ thì mới thấy. Con này thì là máy đẹp keng nhá, leng keng xà beng luôn, máy Hàn zin nguyên bản. Máy đẹp leng keng xà beng luôn cho bạn. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 4 triệu đồng con Note 8 đấy nhá. Đấy. Note 8 màu xám này 4 triệu đồng nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn liên hệ lời sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp cho mình. Thì mình sẽ ưu tiên các bạn là liên hệ trực tiếp mình qua Zalo, thì vì tin nhắn trực tiếp liên hệ cho mình, thì vì Zalo nhiều khi mình không trả lời kịp, thì là mong các bạn thông cảm. Và hình thức mua hàng bên mình rất nhiều thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi thì các bạn có thể là chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, thì các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm. Thì là chuyển khoản trước thì mình sẽ fly ship cho các bạn nhé. Note 9 thì có tính năng rất hay. Ví dụ các bạn mà để bình thường như này, bình thường như này thì các bạn có thể bấm vào cái nút đây, nó sẽ ra là cái camera luôn nhé. Đấy. Đây. Đây, nó sẽ ra là camera luôn. Các bạn kích vào đây, bấm vào đây sẽ là chụp ảnh nhé. Các bạn kích vào đây, bấm đây là sẽ chụp ảnh. Rất là hay nhá, Note 9 tính năng rất là hay. Này, này. Mình sẽ bấm nút đây cũng sẽ tự chụp ảnh này. Đấy, hoặc là bị mình ở màn hình chính này, mình chỉ bấm cái nút này thôi. Mình sẽ bấm díu liền cái nút này. Đấy. Note 9 ở tính năng Note 9 rất là hay. Các bạn chỉ bấm nút đây nhá. Đấy, sẽ chụp ảnh rất là tiện lợi. Đấy, chụp trộm rất là hay. Note 9 có tính năng chụp ảnh rất là tuyệt vời. Mình rất là thích ở Note 9 ở chỗ đấy. Nhận máy rẻ thật, siêu phẩm. Mà có 7 triệu đồng, 512GB cực kỳ là sướng á. Đấy, Note 8 thì mình còn 5 cây nhá, các bạn nhanh tay hàng được sớm nhất nhá. Mình sẽ tạm thời bỏ qua bên. Đấy. Rất nhiều, con này 4 triệu, máy đẹp leng keng luôn. Đấy. Nó bị một tí thôi. Bạn nhìn kỹ mới thấy thôi. Mà có 4 triệu đồng rất là rẻ. Phải như bây giờ thì mình cũng mua đấy. Mình mà chưa có điện thoại mình cũng mua mình dùng đấy. Đây thì rất nhiều giá rẻ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con iPhone 8 nhé. Này, iPhone 8 đấy. Đấy, iPhone 8. Mình sẽ xem con này là bản bao nhiêu ghi. iPhone 8 đấy. Này. iPhone 8 con này thì là bản 64GB các bạn nhé. iPhone 8 con này là bản 64GB. Đấy, iPhone 8 64GB. Thì là con này thì tình trạng pin con này là 100% luôn các bạn nhé. Pin con này là 100% luôn. Khách kiểu mua ở shop nhưng mà cũng yêu cầu pin kém, yêu cầu người ta thay luôn. Pin 100% luôn. Con này thì khách này vừa mới thanh lý bên mình nhé. Đấy, iPhone 8 đấy. Đấy.
thì là ngoại hình con này thì còn 90/90%. Đây, máy vẫn còn zin tem của cửa hàng của người ta. Đây, cửa hàng ngoài Hà Nội luôn, cửa hàng Ngọc Trang ngoài Hà Nội luôn này, vẫn còn zin tem người ta luôn. Con này là màu Restore hồng như các bạn nhé, Restore Gold. Con này là màu Restore Gold. Đây, mặt sau thì là mặt kính này, iPhone 8 mặt sau mặt kính nhé, con này là Restore Gold. Nói chung iPhone 8 bạn dùng khỏi phải chê luôn, quá là tuyệt vời, hiệu năng cực kỳ tuyệt vời, camera thì bọn này thì cực kỳ là sắc nét rồi. Đây, iPhone 8 đấy. Đây, máy đẹp leng keng sáng beng luôn, ngoại hình thì còn 90/90%. Đấy, iPhone 8 các bạn nhé. Con này là Restore Gold nha các bạn nhá. Pin thì là 100%. Bản 64GB nhá. Đấy, iPhone 8. Bạn nào mà thích dòng nhỏ gọn các bạn có thể là mua iPhone 8 cũng được, dùng rất là hay, rất là chắc. Con này cầm nặng mà chắc tay là kinh khủng luôn này. Và sản phẩm iPhone 8 này thì bên mình sẽ bán cho bạn với giá là 5 triệu đồng nhá. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 5 triệu đồng nhá, iPhone 8 nhá. 5 triệu đồng. Nhá. Bạn nào thích nhỏ gọn này. Đấy. iPhone 8 5 triệu nhá. Đấy. Dùng sướng thật, công nhận dùng sướng. iPhone thì cầm nó một cái tính năng gì đấy nó khác kiểu với Samsung. Đấy, rất là đẹp. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 8 các bạn nhá, hàng lượt sớm nhất ạ. Đây. Tặng kèm các bạn một cái ốp dẻo luôn nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được cây hai cây là hai cây S9 Bluetooth. Đấy. Đây, hai cây S9 Bluetooth thì hôm nay nhà mình vừa về được hai cây S9 cộng này. Bên mình thì hôm nay nhà mình về được hai cây S9 cộng này. Đấy. Hai cái chị này đẹp thì ngoại hình thì còn độ 90/90%. Một con này thì là màu tím và một con này màu xanh các bạn nhé. Đấy, S9 Bluetooth đấy. Đấy, hôm nay nhà mình vừa về được hai con này. Thì là hai con này thì là màn hình đẹp này, không ám ố ấy, không lưu ảnh gì nhá. Hai con này bên mình đều là màn hình đẹp này, không ám ố ấy, không lưu ảnh gì. Bộ nhớ mình sẽ xem bộ nhớ con này là bao nhiêu ghi nhá. Hai con này cũng là bản Hàn, hai sim hai sóng này. Đấy. Bộ nhớ con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, RAM 6GB. Này, con màu xanh này thì bản bộ nhớ thì khủng này. Con màu xanh này thì là bộ nhớ là 256GB nhá. Đấy. Con bộ nhớ xanh là RAM 6GB này. Đấy, RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB đấy. Con này là phiên bản của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Cái con màu tím này thì mình sẽ thanh lý với giá là 5 triệu 1 nhé. Đấy, màu tím này, máy đẹp leng keng sáng beng này. S9 Bluetooth này. Màn hình con này là màn hình là 6,2 inch tràn viền này. Đấy, một thời siêu phẩm. Hơn 20 triệu, bây giờ chỉ với giá là 5 triệu. Mốt rồi các bạn nhé, chỉ phải giá là 5 triệu mốt. S9 Bluetooth. Bọn này bản Hàn 2 sim. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 cộng, các bạn tham gia sớm nhất, các bạn mua về tặng người yêu bà xã cực kỳ tuyệt vời. Bọn này dùng tặng mà tặng người yêu bà xã thì khỏi phải chê luôn. Có S9 Bluetooth này, quá là đẹp luôn, công nhận cái giao diện nó đẹp luôn. Các bạn nhìn thì phê luôn, giao diện. Nói chung là các bạn lắc là cứ chạy theo, sướng. Bây giờ điện thoại rất là rẻ, năm 2020. Tội gì các bạn phải đi mua máy mới lắm gì. Tự nhiên tha mấy con A70 hay là mấy con A51 chẳng hạn. Mà bây giờ máy mới con đấy cũng 8-9-10 triệu. Các bạn dùng những sản phẩm S9 Bluetooth này phải ngon hơn không? Hoặc là dùng con Note 9 này thật với các bạn. Các bạn mua con A70, con A71 các kiểu, nó thề với các bạn không bao giờ bằng những sản phẩm mà Note 9 này luôn cho các bạn. Mình khẳng định với các bạn luôn, một thời siêu phẩm luôn. Đến S9 thôi, đời mới thì nó thật với các bạn là nó thiết kế là thứ nhất là camera, và thứ nhất là màn hình nó đẹp hơn thật. Màn hình là thiết kế nó kiểu là tràn viền, nó đẹp hơn thật. Nhưng mà để nói cái độ màn hình, cái độ phân giải của nó, độ phân giải của nó toàn là 2K nhé. Độ phân giải của nó 2K, các bạn nhìn màn hình các bạn rất là đẹp nhé. Đó, các bạn mua máy cũ thì các bạn mua những sản phẩm mới các bạn, hoặc là Oppo mới, ví dụ mà Reno 4 chẳng may 6-7-8 triệu chẳng hạn, các bạn mua những sản phẩm mà S9 Bluetooth này, màn hình đẹp cực kỳ hơn nhiều vào Note 9 này. Các bạn xuống tiền mua Note 9 này, các bạn dùng sướng hơn nhiều là Oppo nhé. Thứ nhất là màn hình 2K, màn hình OLED, độ phân giải của nó là 2K. Nó thật với các bạn quá là tuyệt vời luôn. S9 Bluetooth nhá. Còn con này là bản 256GB. 256GB, con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 256GB. Thì là ngoại hình con này thì còn 90/90%.
Con này thì mình sẽ thanh lý gọi giá là 5.300.000 các bạn nhé. Con này thì mình sẽ xả cho bạn giá là 5.300.000 này. Đấy, 5.300.000 con S9 cộng này. Đấy. Nhiều quá. Hôm nay thì nhà mình về nhiều lắm. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là Samsung S8 này. Hôm nay thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con Samsung này, Samsung S8 nhé. Con này là bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Con S8 bản Hàn 2 SIM 2 sóng này thì là màn hình của nó là tràn Việt 5,8 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Đấy, độ phân giải màn hình của nó là 2K. Đấy. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn, khỏi phải chê luôn. S8 đấy ạ. Bạn nào thích nhỏ gọn có dùng S8 đấy nhá. Con này thì là máy màu đen bóng này. Con này thì là bản 2 SIM 2 sóng, máy màu đen bóng này. Ngoại hình thì con này còn 90%. Con S8 nhỏ này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.800.000. 3.800.000 con S8 đấy. Đấy. Màn hình con này thì là màn hình đẹp, không ảm mối, không lưu ảnh gì. Đấy, đấy. Màn hình thì không ảm mối, không lưu ảnh gì nhá. Đấy. Chỉ với giá là 3.800.000 màu đen này các bạn nhá. Bản Hàn 2 SIM 2 sóng. Thì con này là chạy chip Exynos. Và là cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. Bọn S8 này thường thường của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Nó thật với các bạn là RAM của Samsung, các bạn khỏi phải chê luôn. Quá là tuyệt vời luôn, S8 nhỏ này. 3.800.000 cho các bạn nhé. Nói chung là cầm cũng chắc tay, như kiểu S9 Plus. Cầm sướng lắm. Đấy. Nhiều đây này. Và máy rẻ thì nhà mình có vài con. Thì con này là con gì nhỉ? Con này hôm nay nhà mình vừa mới về con này. Con này là con Oppo F1W nhá. Đấy. F1W. Đây. Đấy, con này là Oppo F1W này. Đấy. Con này là phiên bản nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con Oppo F1W này phiên bản nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 16GB. Ngoại hình thì con này thì còn 90%. Khách cũ là xài dùng rất là dữ nhá. Con F1W này thì là con này thì là bản 1 SIM nhá. Đấy, con Oppo F1W này là bản 1 SIM. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 900.000 nhá. Con Oppo F1W này là 900.000. RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. Đấy, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, máy đẹp leng keng này. Đấy, chỉ với giá là 900.000 thôi, rất là rẻ cho các bạn lựa chọn ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình nay lại về con này, con Oppo A37 này. Oppo A37 thì con này cũng là 900.000 nhé. Thì các bạn cũng đã rõ rồi, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Các bạn có thể là mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là các em nhỏ dùng làm máy phụ nghe gọi rất ok nhé. Hai con này đồng giá 900.000 nhé. A37 và Oppo F1W. Con này thì 2 SIM và con này là bản 1 SIM nhé. Đấy. Đấy. 900.000 một đôi này nhá. Một con là 900.000 các bạn nhé. Và tiếp đến là hai con này là hai con Samsung. Này. Con này là J4 2018. J4 2018 thì con này là bản công ty 2 SIM, màn hình là 5.5 inch. Đây, J4 2018 đấy ạ. Đấy, máy thì zin nguyên bản luôn. Con J4 2018 này thì mình sẽ xem qua về cấu hình, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB nhé. J4 2018 này RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Pin con này cực kỳ to luôn, cực kỳ to mà dễ thay thế nhé. Lắp SIM thì cũng dễ luôn. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.400.000 nhé. Con J4 2018 này 1.400.000 cho bạn luôn. J4 2018 1.400.000 nhá. 1.400.000. Và con này là con J5 2016. J5 2016 thì con này cũng là bản công ty 2 SIM 2 sóng. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Máy con này thì đẹp leng keng luôn. Đấy. Máy đẹp lên keng luôn, J5 2016 đấy. Máy đẹp lên keng luôn. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 1.300.000 nhé. Đấy, 1.300.000 con J5 2016 đấy. RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 16GB. Mình cũng chỉ thanh lý bạn giá là 1.300.000 thôi các bạn nhé. Và năm 2020 thì nhiều bạn cũng có hỏi mình thì có nên mua hàng online không. Thì theo lời khuyên của mình thì các bạn nên đi mua hàng online nhé. Thì vì mua hàng online thì các bạn rất nhiều lợi thế, rất nhiều. Các bạn mua những sản phẩm mà rẻ nhất và nói chung là rẻ nhất và bảo hành thì cũng như nhau thôi. Bên người ta thì cũng lỗi đôi một chỗ bạn và bảo hành là 3-4-6 tháng tùy nơi chỗ. Đấy, thì các bạn mua hàng online thì các bạn thấy shop mình rẻ
thì các bạn mua shop mình, các bạn mà thấy shop khác có giá ok hơn các bạn thấy shop khác. Đấy là rất nhiều cái lựa chọn các bạn mua hàng online cực kỳ là hay đấy. Còn các bạn mà mua tại quán hay tại vị trí các bạn chỉ ra quán đấy thôi. Các bạn đi sang quán khác thì các bạn lại phải mất thời gian, các bạn phải dắt xe máy ra khỏi cửa, các bạn đóng ra ngoài để đi sang quán khác xem lựa chọn, lại không thấy sản phẩm mình ưng. Thì các bạn mua hàng online thì các bạn rất nhiều lợi thế. Thì các bạn ngồi tại nhà các bạn thấy là lướt qua shop mình, các bạn thấy con S8 thích chẳng hạn, thì các bạn mua con S8 bên mình. Thì các bạn thấy giá của mình mà cao quá, các bạn thể lướt sang shop khác. Mà thứ nhất các bạn xem, thứ nhất là xem chùa, các bạn không chỉ mất tiền wifi thôi. Các bạn xem tại nhà, các bạn không đi ra cửa hàng, không phải hỏi chủ shop, không phải ngại nghiếc gì. Các bạn mua online các bạn rất là hay, các bạn thấy giá bên mình ok, các bạn xuống tiền mua giá bên mình. Không thấy mình có giá mình ok, các bạn thể lướt sang shop khác cũng được mà. Tại vì các bạn xem có mà mất tiền đâu. Cái tiền mua hay không thì đấy là quyền của các bạn thôi, chứ mình ép các bạn mua đâu. Nhưng các bạn không phải lo ạ. Các bạn cứ vào shop của mình, các bạn thấy giá mình ok, máy bên mình ok, các bạn xuống tiền mua máy bên mình. Hoặc các bạn đấy, mua hàng online rất nhiều rồi đấy. Các bạn không ngại, các bạn vào người ta, các bạn mà hỏi máy mà các bạn không mua, các bạn xem chục con chẳng hạn, các bạn không mua, các bạn đi ra rất là ngại. Các bạn lên mua hàng online này, các bạn không một tí ngại gì. Nên các bạn đi mua hàng online thôi nhá. Năm 2020 thì mình khuyên các bạn nên đi mua hàng online. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về tiếp tục là sim Vina vào mạng cả năm. Sim Vina vào mạng cả năm này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 350k, chỉ với giá là 350k. Các bạn đã có sở hữu là một sim Vina vào mạng cả năm. Một năm các bạn không phải phát sinh vào mạng 1.000 nào nhá. Sim Vina vào mạng cả năm bên mình có hai tính năng. Một là vào cả năm là không mất tiền. Và thứ hai ấy là các bạn có thể là nghe gọi nhé. Đấy, các bạn có thể là gọi. Ví dụ mà 1 phút 500 hay 1.000 chẳng hạn, các bạn có thể là nạp 20, 50, các bạn có thể là gọi luôn nhé. Sim có tính hai tính năng. Một là vào mạng cả năm không mất tiền. Và thứ hai là các bạn có thể được nạp tiền, có thể là gọi được nhé. Nghe gọi, nhắn tin các kiểu, các bạn đăng ký nick Zalo cũng được. Bạn nào mà dùng hai sim có thể là dùng hai Zalo cũng được nhé. Sim Villa vào mạng cả năm. Nghe gọi vào mạng, nghe gọi cả năm với giá chỉ với giá là 350k. Rất là rẻ cho các bạn nhé. Đấy, các bạn nào thích sim Vina, các bạn vùng cao chẳng hạn, hoặc các bạn mà dùng hai sim mà đi ra ngoài mà không có wifi, các bạn thể là dùng sim Vina cũng được nhé. Đấy, sim Vina vào mạng cả năm này 250k cho các bạn, 350k các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về con này là Samsung A8 2018 này. Thì mình con này thì là bản Hàn, một sim, cấu hình của nó là RAM 3GB, các bạn là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB nhé. Đấy, A8 2018 bản Hàn một sim. Con này thì là bên mình đang bán cho các bạn với giá là, đây, mình sorry các bạn, là ngoại hình thì còn 90/90%. Bên mình đang bán các bạn giá là 2.4 triệu nhé. Đấy, 2.4 triệu con A8 2018 màu gold này. Hôm nay nhà mình về được mỗi một chiếc màu gold A8 2018 này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này, các bạn nhà hàng là sớm nhất nhé. Đấy, con này là 2.4 triệu nhé. Đây, màn hình con này thì là màn hình Full HD cộng này. Màn hình là Full HD cộng, con này thì là nhỏ gọn, cầm rất là chắc tay luôn. Đấy, màn hình rất cầm rất là chắc tay, không to quá, không nhỏ quá. Dùng rất là thích ạ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về con này là con Oppo A3s nhé. Đây, mình sẽ xem vào giới thiệu này. Con này là Oppo A3s. Con này là phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con Oppo A3s này thì là pin, con này là pin hơn 4.000. Màn hình thì tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Đấy. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB, con này thì là bản kim cương nhá. Còn Oppo A3s này, con này bản kim cương này. Đấy. Con này thì là ngoại hình thì còn 90/90%. Con Oppo A3s này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600k nhá. 1.600k bản kim cương. Máy rất là đẹp, đẹp keng leng keng này. Đấy. Oppo A3s này. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này, các bạn nhà hàng sớm nhất nhé. Đấy. Đây, giao diện hình nền đây, rất là đẹp luôn. Đấy, người khách người ta đặt cái giao diện đẹp kinh người luôn. 1.600k nó Oppo A3s này nhé. Đấy. Thì bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để in mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thêm cho các bạn. Thì các bạn tất cả sản phẩm bên mình thì là báo giá trực tiếp, thì các bạn ưng sản phẩm nào mình bạn nhấc máy lên hệ trực tiếp mình đặt hàng. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đang xem video mình một buổi tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm hạnh phúc. Và xin chào và hẹn gặp lại clip vào tối ngày mai các bạn nhé.